Ai lên ngắm cảnh Tây Thiên, mãi mê thưởng ngoạn, chớ quên đường về. Và hôm nay thì Bảo Ngô xin mời cả nhà lên ngắm cảnh Tây Thiên ở trên đỉnh núi. Và trên này thì có rất là nhiều ngôi đền thờ mẫu và có cả chùa Tây Thiên. Đây chính là Đại Bảo Tháp Mạng Đà La Tây Thiên, được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam nha cả nhà. Tên gọi Tây Thiên mang ý nghĩa là nơi của các nhà sư Tây Thiên ở Ấn Độ sang đây tu hành. Tức là khi mà người ta đặt cái tên Tây Thiên, người ta ghi nhớ lại cái giáo đoàn đầu tiên từ Ấn Độ và Việt Nam truyền đạo tại Tam Đảo nơi đây. Và vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên tới thời nhà Trần, Tam Đảo được gọi là trung tâm Phật giáo, giống như là trung tâm Phật giáo ở núi Yên Tử nha các bạn. Như vậy có thể nói là đạo Phật phát triển rất là sớm tại khu vực Tam Đảo nơi đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào khu vực mua vé cáp treo lên đỉnh núi Thạch Bàn nha các bạn. Hello, chào mấy bạn. Bây giờ là tụi mình đã mua được vé cáp treo đi lên rồi nha các bạn. Vé cáp treo thì vé khứ hồi đi lên đây. Vé khứ hồi đi lên là bao nhiêu? Coi trên vé. Vé khứ hồi đi lên là 235.000 một người nha các bạn. Còn vé xe điện là sẽ là cái gì? 20k cho một chuyến, đi chuyến đi lên xong rồi chuyến đi về là 20k là 40k nha các bạn. Tổng vị trí cho hai tụi mình đó là 550.000. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong khu vực để đi xe điện lên trên chùa trên nha các bạn. Đi vào trong chùa thì mình sẽ mất một thời gian rất là xa, các bạn có thể đi bộ. Như vậy là từ cổng vé cáp treo này mình sẽ đi xe điện vào trong khu vực cabin là khoảng là tầm 2 km nha các bạn, men theo con đường ven suối. Ngồi xe và tiếp tục hành trình đi lên trên chùa trên để đi lên cáp treo nha các bạn. Ở đây lên đó là đi bộ vào có thời gian, mất thời gian là bao xa anh? Là 7 cây số là lên chùa trên đúng không anh? Đúng rồi, dạ. Rồi, có đường đi bộ đi lên 7 cây số nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn tiết kiệm thời gian thì đi cáp treo cho nhanh. Tụi mình đang ngồi trên xe điện để đi lên. À, xe điện đi vào trong là 2 cây số đúng không anh? À, con đường này thì đi rất là mát các bạn ạ. Đi nghe tiếng suối chảy các bạn có thể là đi bộ cũng được. Còn mình á thì mình hơi bị lười một chút xíu nên mình sẽ đi xe điện cho nhanh. Giá thì xe điện là 20k nha các bạn. Như vậy là mình đã tới dưới nhà ga cáp treo rồi mấy bạn. Bây giờ tiếp tục đi lên trên nhà ga cáp treo để bắt đầu đi lên chùa Tây Thiên. Ngồi trên cáp treo thì tụi mình có thể nhìn ngắm được núi rừng nơi đây, rất là hùng vĩ cả nhà. Mình sẽ băng qua những con suối thác rất là cao nha. Mấy bạn ơi, như vậy là tụi mình đã leo được lên cáp treo để bay vi vu qua núi rừng Tam Đảo để lên được chùa trên nha các bạn. Và tụi mình mất khoảng chưa tới 8 phút là tụi mình đã chinh phục được cái ngọn núi này rồi nha mấy bạn. À, theo mình thấy thì tuyến cáp treo ở chỗ Tam Đảo này thì nó cũng hơi khó đi so với những cái tuyến cáp treo khác mà tụi mình đã từng đi. Chẳng hạn như là ở núi Tà Cú, chẳng hạn như là ở núi Bà Đen. Thì những cái tuyến cáp treo đó các bạn chỉ cần chạy xe đến nơi và có thể mua cái cáp treo đi lên liền. Ở đây thì tụi mình nãy giờ thì tụi mình đã phải đi hai chặng trung chuyển nha bạn, bằng xe điện và xe ôm thì tụi mình mới đến được cái ở phía dưới cáp treo và đi cáp treo lên. Rồi cuối cùng thì cũng tới nơi rồi. Các ngôi đền chùa thì nằm ở lưng chừng ngọn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo. Các bạn nhìn thấy là sau lưng mình, đây ngôi đền chính đầu tiên xuất hiện trước mắt các bạn khi mà các bạn từ dưới cáp treo đi lên á. Thì đây chính là ngôi đền mẫu Tây Thiên nha các bạn. Đó là ngôi đền nằm chính, còn xung quanh thì sẽ có những ngôi đền, ví dụ như là đền Thổ Công này. Đây là cây thông mã vĩ nè, 1.000 năm tuổi nha các bạn. Bên cạnh là thổ địa á. Đây, nhìn lên chính là đền Tây Thiên, đền mẫu Tây Thiên nha các bạn. Rồi. Mời quý vị chúng ta cùng lên đền mẫu Tây Thiên này. Rất tiếc là ở trên này thì mình không có bay được flycam cũng như là không quay được trong tất cả các ngôi đền thờ. Nên là mong quý vị chúng ta là tham quan cảnh ở phía ngoài thôi nha các bạn. Và đây chính là đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Và cái ngôi đền này được coi là nơi ở chính của Quốc Mẫu Tây Thiên.
Và trên ngôi đền này thì theo mình tìm hiểu là ngôi đền được xây dựng từ rất là lâu đời rồi nha các bạn. Từ thời vua Hùng thứ 7. Hai bên cổng chính là hai vị thành hộ pháp, ở dân gian ta hay còn gọi là ông Thiền và ông Ác. Và đây chính là quốc mẫu Tây Thiên, được người dân Chăm họ sùng kính. Nói về sự tích thánh mẫu Tây Thiên trên đỉnh núi Tam Đảo này thì Bảo Ngô phải kể một câu chuyện rằng như thế này. Đó là vào thời vua Hùng trị vì thì lúc này có cặp vợ chồng đã ngoài 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có một người con nào hết. Người ta mong ước có một ngày nào đó sẽ có một người con nối dõi. Và trong một lần thì lên chùa Tây Thiên trên đỉnh núi này để cầu an lễ Phật. Và khi mà cái lúc từ trên chùa đi về thì cặp vợ chồng này lại thấy ở trên trời xuất hiện một cái đám mây ngũ sắc cùng với 7-8 vị tiên ca múa hát, đàn ca nhảy múa ở trên trời á. Cặp vợ chồng này mới nhìn thấy say sưa như vậy, và mãi cho đến khi mà có một cái bàn tay của một vị tiên rờ vào bụng thì người vợ mới giật mình hoảng hốt, à hóa ra đây chỉ là một cái giấc mơ thôi. Và ngày hôm sau thì cặp vợ chồng này mới tức tốc lên chùa Tây Thiên để cúng Phật, và khi mà đi về thì người vợ này mới phát hiện ra, à mình đã mang thai. Bà mang thai tận 14 tháng mới hạ sinh cô con gái kháu khỉnh vô cùng. Nàng tên Linh Thị Tiêu, từ nhỏ được cha cho học kinh thư, cầm kỳ thi quả hơn người. Lớn lên lại có tài nắm bắt binh cơ, võ nghệ xuất chúng. Vua Hùng Chiêu Dương, hay còn gọi là Lan Liêu, là vị vua nổi tiếng với câu chuyện sự tích bánh chưng bánh dày. Còn nếu muốn biết sự tích này nữa thì đợi tập sau của thằng cháu Bỗng Ngô Mario nghe. Trong một lần chàng lên núi Tam Đảo thì gặp được nàng Linh Thị Tiêu. Mới gặp, cả hai đã chớm nở tình duyên. Nàng được vua đưa về sắc phong làm chính phi, mở ra một thời kỳ hưng thịnh của đất nước khi bà giúp vua dạy dân trồng lúa, mở mang bờ cõi. Thời bấy giờ thì giặc phương Bắc xâm lược nước ta, thì lúc này vua Hùng mới cho quân đi truyền tất cả mọi nơi để tìm kiếm nhân tài. Khi nghe thấy tin cầu nhân tài, nàng đã về lại quê hương, kêu gọi các chàng trai khỏe mạnh, đủ sức đánh giặc trong vùng. Tất cả được 3.000 người tướng sĩ. Hùng Dương thấy nàng là một vị anh hùng hào kiệt tài năng, liền giao cho chỉ huy 10 vạn tinh binh và 3.000 kỵ binh đi đánh giặc. Quân giặc Hùng đại bại, nàng cùng các binh sĩ khải hoàn về kinh. Nhà vua vô cùng vui mừng, liền phong thưởng nàng là Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Đại Dương. Một ngày đẹp trời, bỗng có đám mây ngũ sắc hạ xuống đền Tây Thiên, sương khói mịt mù trong ánh nắng. Nàng biết mình đã hoàn thành sứ mệnh, nay phải trở lại thiên cung. Nàng bước vào án mây rồi mất tích từ đó. Người dân thấy sự việc này bèn tâu vua. Vua cho người tìm mãi mà không thấy. Vua liền truyền lệnh phong nàng là Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Đại Dương, đệ nhất thượng đẳng thần. Vì chùa trên núi vô cùng linh thiêng, lại có Phật tử cao tăng đắc đạo nên mỗi năm du khách lên chùa hành hương viếng Phật và viếng thành rất là đông nha mấy bạn. Và người ta đồn rằng khi mà các bạn đến với mẫu thì sẽ cầu được ước thấy. Vì vậy mỗi ngày sẽ có hàng trăm hàng ngàn người đến đây chiêm bái. Và đồ cúng thì quá trời quá đất luôn mấy bạn à. Mình thấy rất là thích khi mà đến thăm và đến chiêm bái những cái ngôi đền cũng như là những cái ngôi chùa ở miền Bắc. Bởi vì nó có những cái nét độc đáo về kiến trúc rất là cổ kính luôn mọi người. Quan trọng nữa là đối với người miền Bắc thì mình thấy là trong cái tín ngưỡng tâm linh của người miền Bắc á, thì luôn luôn có những cái nét cầu kỳ rất là riêng. Mọi người có thể thấy là khi đến đây họ đi lễ, họ dâng lễ cũng rất là bài bản, lễ vật như thế nào, lời cầu khẩn ra sao, và phải có những cái người kết nối. À đặc biệt là khi mình nói về những người kết nối nha, những người kết nối ở đây mình thấy ở trong Nam thì đó là những cái thầy tụng nè, thầy cúng nè. Thì ở đây mọi người thấy là khi những cái đoàn lễ lên đây á, đến những cái đền thờ mẫu hay là đến những cái đền chùa ở miền Bắc thì luôn luôn có một người họ rất là giỏi trong cái việc ăn nói. Họ có một cái danh sách để đọc những cái lời cầu khẩn mà vần điệu ở trong đó thì nghe rất là hay, rất là bắt tai luôn. Thì mình nghĩ những cái người đó cũng là những cái người mà làm những cái nghề đó thì do cái sự tín ngưỡng
ở miền Bắc nó cầu kỳ về nghi lễ á, thì cho nên có những cái người làm những cái nghề như vậy. Thì mình thấy cái nét văn hóa này nó cũng rất là đặc trưng và rất là riêng biệt đối với văn hóa ở miền Bắc. Đây là đền Cô Chín này, mình hay nghe nói là Cô Chín Sòng Sơn. Cô Chín thì mình nghe danh tiếng của cô thì rất là lâu rồi nha các bạn. Cô nổi tiếng quá trời quá đất luôn. Hôm nay mới có dịp để nhìn thấy dung nhan của cô. Bên này thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, ngôi đền thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Rồi mình sẽ đi qua khu vực của chùa Tây Thiên. Khu vực lên chùa Tây Thiên. Ê, cổng tam quan thấy cũng hơi là lạ. Hơi lạ nha các bạn. Khu vực lên chùa Tây Thiên thì mình có thể đi bên này hoặc là đi cổng tam quan. Đây, cái cổng tam quan với lại 3 tầng lầu, kiến trúc siêu bự, hình như đây là cái cổng mới xây nha mấy bạn. Đây là cái lối cổng tam quan, cái lối nằm đi thẳng lên chánh điện luôn. Chúng ta sẽ đi đây, lên chính giữa rồi vòng qua hai bên, kiểu giống như hồi xưa nam tả nữ hữu nha mấy bạn. Mình đang ở trên lầu 1 của cổng tam quan. Gỗ. Hít hà cái mùi không khí này cũng thấy là cái mùi gỗ xung quanh rồi nha mấy bạn. Đây. Điêu khắc rất là đẹp. Mình rất là thích về những cái kiến trúc nghệ thuật, đặc biệt là kiến trúc nghệ thuật Phật giáo. Rất là thích. Rồi, chúng ta sẽ đi lên khu vực chánh điện của chùa Tây Thiên. Đây là chùa Tây Thiên. Mình đang bước lên chùa Tây Thiên, khu vực chánh điện này các bạn. Đây, còn đây, nhìn xuống, đây là cổng tam quan, rất là bự nha. Hai lầu, lầu trên, lầu dưới. Đây chính là ngôi chùa đầu tiên có mặt trên ngọn núi này và cũng là ngôi chùa lâu đời nhất trên núi nha các bạn. Khu vực chánh điện thì bạn sẽ thấy là có thờ Phật này, thờ Bồ Tát này, thờ Phật Di Lặc này cùng với các vị tiên thánh khác. Khi mà mình tới đây thì mình cũng thích nhất đó chính là nhà khu vực nhà tổ. Thì khu vực nhà tổ thì được bao bọc bởi vòng xoay kim loan. Tương truyền rằng khi mà chúng ta niệm mỗi câu thần chú và đồng thời là chúng ta xoay vòng quay kim loan theo hướng kim đồng hồ sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng giải thoát khỏi những cái chướng ngại của ma quỷ này, của ngoại đạo và hơn 80 loài ma quỷ, đồng thời ngăn ngừa mọi chướng ngại cũng như là sẽ bảo hộ chúng ta trên cái con đường chúng ta tu hành đến tam bảo nha các bạn. Còn có con đường lên tháp tổ nữa, mấy bạn có muốn lên thăm tháp tổ không? Tháp ở đây thì không phải là bằng xây bằng xi măng mà xây bằng gạch, gạch nung. Trên này có một cái hang động được gọi là động Bà Quan Âm. Trên đó thờ rất là nhiều Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nha các bạn. Đi tới động Quan Âm á, thì bạn có thể nhìn thấy được toàn bộ những cái kiến trúc, những công trình. Đây, những ngôi đền nằm phía dưới. Toàn bộ kiến trúc ngôi đền này, mái ngói đỏ tươi nằm dưới này này. Và đây chính là động Quan Âm Phật Bà này. Nhìn vào trong thì bạn sẽ thấy có một bức tượng, đây là tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm. Và trong chú Đại Bi mà bạn hay đọc á, thì chắc chắn sẽ có nhắc đến hiện tượng của Ngài. Ngoài ra thì trong hang động này thì còn rất là nhiều bức tượng Phật khác nữa nha các bạn. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng này. Đi nãy giờ chưa hết nữa mấy bạn à. Từ chùa Tây Thiên này, ở đây còn có một cái ngôi đền nữa được gọi là đền Thanh Sơn nha các bạn. Và đi qua nhà hàng Thanh Sơn. Đây đền Thanh Sơn, đi qua bên này. Đi nãy giờ chưa hết luôn. Đúng là trên này nhiều chùa, nhiều đền thật sự luôn á. Giờ mình sẽ đi qua khu vực đền Thanh Sơn xem như thế nào. Ôi, các bạn thấy không? Đi dưới một rừng cây mà ở trên này á, cây cối nó xanh lạ xanh lắc, rất là đẹp. Dạ. Ở trên này là chùa Tây Thiên. Thì chùa Tây Thiên là ngôi chùa lâu đời nhất trên đỉnh núi này. Mấy cô cứ lên thăm đi. Em đi có một mình hả?
Dạ có bạn, bạn đứng chờ dưới đó còn. Dạ dạ. Thằng bạn đứng chờ dưới đó. Nhà mình. Dạ Bỗng Ngô Mario. Bỗng Ngô Mario. Bỗng Ngô Mario. Dạ, nhà mình cứ lần sau lên là thấy mặt mình. Nắm độc nắm tiền luôn. Thêm cô. Cái gì soi thì ra tiền, tức là lên hết vlog rồi. Cái này soi thì ra tiền, cổ đây nút ruồi bên tay trái. Vậy hả? Nóng lòng lắm tiền hả? Con chưa thấy tiền đâu hết trơn á. Quay ra quay sau nữa nha. Dạ đây. Mà thằng này không bao giờ gặp đường ngang trái. Tuyệt vời chứ. Dạ. Con làm ba túi tiền có ba nghề đúng không? Dạ, con thì con làm YouTube là một nè. Rồi làm nghề truyền hình nè. Hai. Dạ, còn nghề thứ ba thì chắc con chưa biết nữa. Chắc sắp tới kinh doanh cái gì đó. À đây đây, sắp tới con nổi tiếng là con kinh doanh gì đó. Con cảm ơn cô. Thành công nhá. Dạ. À, em cảm ơn chị, nhớ về nhà xe ủng hộ em nha. Dạ Bỗng Ngô Mario. Bỗng Ngô. Dạ, em cảm ơn. Bye bye. Mình rất là thích nha khi mà những cái vì mình tính này vui vẻ nên là mình hay nói chuyện với mọi người lắm. Wow, một cái quả chuông đồng. Hình như nghe một cái quả chuông đồng hơi bị to nhớ bạn. Không biết chuông đồng này có phải là chuông đồng cổ không, nhưng mà rất là đẹp. Ôi thích quá. Và đền Thanh Sơn thì có thờ một vị thành núi Tam Đảo. Bỗng Ngô xin mời các bạn cùng xem dung nhan của ngài này. Bước vào mà nhìn lên tượng thôi thì cảm thấy là ngài rất là đẹp, rất là thanh thiện và hiền từ, rất là gần gũi nha các bạn. Phải nói là một bức tượng về mẫu mà mình hay thấy thì đây là bức tượng đẹp nhất mà mình đã từng chiêm ngưỡng. Và vì sao lại có điện thờ của vị thành núi Tam Đảo này? Cùng với Bỗng Ngô quay ngược dòng thời gian một chút xíu nha. Núi Tam Đảo thuộc địa phận huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, có ba ngọn núi cao sừng sững. Năm 1291, đời vua Trần Nhân Tông, năm ấy đại hạn, đất đai khô cằn, đói kém triền miên, dân chúng người chết như rạ. Vua sai người lập đàn tế trời ở nhiều nơi, nhưng không có mưa. Trong đêm có một vị thần hiển linh báo mộng, chỉ tới vùng đất đó lập tự cầu mưa, ắt sẽ được như ý. Hôm sau, vua cho người lên núi Tam Đảo cầu thần núi, thì được linh ứng. Mây đen ùn ùn kéo đến, bốn bể tối đen. Sáng ngày mưa to như suối, năm lại được mùa. Để tưởng nhớ vị thần núi, vua phong là Thanh Sơn Đại Dương, nghĩa là thần của núi xanh. Kể từ đó về sau thì những cái triều đại phong kiến khác cũng đã noi theo tấm gương của nhà Trần đến núi Tam Đảo để dâng hương, dâng lễ, cầu các vị thần phò hộ cho quốc thái dân an, cho cái triều đại của mình được phát triển một cách bền vững. Nếu mà những ai mà thích về du lịch tâm linh thì các bạn hãy về tỉnh Vĩnh Phúc này, đến với ngôi chùa này nhớ các bạn. Và như vậy là kết thúc một ngày hành trình lên Tây Thiên Tam Đảo để viếng Phật này, viếng mẫu rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn có thương mình á thì cũng đừng quên là nhấn like này, đăng ký kênh này, ủng hộ kênh này, một kênh vlog du lịch. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập vlog tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên là nhấn like, subscribe, đăng ký kênh nha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.